Ngày 15 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Quý Mão, quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh trở về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ sám hối, Đại đức Thích Tâm Mãn, chư tăng chùa Hoằng Pháp có buổi pháp thoại gửi đến đại chúng qua chủ đề Người muốn sống an lạc. Trong kinh Từ Tâm, các bà đọc mỗi ngày câu gì câu rất là hay. Thương người quen lẽ tất nhiên, cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ. Khi nào các bà làm được hai câu này thôi, lập tức các bà có hạnh phúc ngay, đúng không? Không cần tìm đâu xa hết. Cho nên mình phải biết khoan dung tha thứ của người ta là như thế. Mình đọc kinh, khi nào mình biết áp dụng những lời Phật dạy thì mình có được hạnh phúc thật sự. Đại đức nhắc nhở mỗi hành giả cần có nghị lực mạnh mẽ để vượt qua những phiền não chướng duyên, học hạnh của các trẻ nhỏ, sống vô tư, hồn nhiên, trong sáng, biết chia sẻ nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh của người khác. Tất cả những gì không bền chắc, giả tạm, ta nên tập buông xả, không nắm giữ, học khoan dung, tha thứ, ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống thường ngày. Qua buổi chia sẻ, Đại đức giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc về vô thường, từ đó tinh tấn tu học, trang bị cho mình những hành trang tốt đẹp, hiện tại được an vui hạnh phúc, tương lai sanh về cảnh giới an lành. Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ. Chẳng thân thiết tha hại thiên môn hồn mạng, hồn sự.